Mình đang thắc mắc là cái mô hình này liệu quán có bị lỗ hay không? Khi mà đáng lẽ ra là phải tính tiền theo món chứ không phải là làm buffet kiểu như vậy. Đồ ăn từ chưa chế biến cho tới chế biến sẵn gần như đã có đủ hết, không thiếu một cái gì, đến cả bánh tráng nướng và máy làm kem cũng có. Buffet ở Sài Gòn bây giờ không còn lỗi thời nữa mà nâng lên một tầng cao mới, chính là Đà Lạt vibe rồi. Như vậy thì cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn khi mà ở đây chỉ 218.000 mà đã có tất cả hơn 80 món ăn từ hải sản cho tới thịt bò. Và cái không gian Đà Lạt này khiến các quán trong tầm phân khúc này phải dè chừng đó. Bị rất là sợ khi mà mình quay buffet mọi người tới ăn đồ ăn nó không có giống như hình, hoặc là người ta không có feel đồ cho mình á. Nên là mọi người đi ăn hãy cứ mạnh dạn kêu nhân viên feel đồ nếu mà thấy hết nha. Anh ơi ghẻ hết rồi, feel giùm em với ạ. Anh ơi hết mực rồi, feel cho em với ạ. Anh ơi cái hồn còn con tôm này hết trơn anh ơi. Ở đây hải sản mình có bao la: tôm, ghẹ, ốc, mực, hàu và sò. Nhưng mà ghẹ thì không phải là ghẹ sống nha. Đồ ăn kèm có cơm, bò kho, gỏi, súp cua và các loại ốc đã được làm sẵn. Đồ chiên thì cũng có rất là nhiều loại như là hồ lô, đậu hũ phô mai, chả cá chiên. Sốt chấm thì có hơn chục loại. Rau tươi xanh thì cũng được chuẩn bị đủ. Kể cả trái cây thì mình cũng được đề hòa luôn. Có dưa hấu, thanh long, ổi, táo xanh và sơ ri. Ấn tượng nhất với mình có lẽ là panna cotta được chuẩn bị sẵn lấy không giới hạn. Đồ ăn mình sẽ được nướng bằng cái chảo này mọi người. Tất nhiên khói là một cái điều không tránh được, nhưng mà không gian ngoài trời thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Dầu để nướng thì mình sử dụng một cái cục mỡ nha. Lướt sơ qua đồ nướng thì mình ăn tất cả các món đều khá là ổn áp. Hàu không có bị tanh. Các loại hàu và sò con nào con nấy cũng đều ổn, trừ là cái mực hơi bị bở và nhiều mực đen ở bên trong nha. Khi mình thêm 35.000 thì mình có thể kêu thêm được lẩu nữa. Thay vì cái viên thả lẩu như bình thường thì lẩu ở đây thật sự chất lượng lắm mọi người. Nó có tôm, cua, cá, mực, nói chung là hải sản lấy bấy nhiêu thì tùy, miễn sao là mình ăn hết không có để thừa. Nước lẩu ăn thanh ngọt khá là ổn áp luôn. Tráng miệng bằng panna cotta không giới hạn thì đúng là ít quán nào làm được luôn mọi người ạ. Và cái cách phục vụ ở quán á thực sự là mình ấn tượng. Dạ anh ơi, dạ anh cho em xin phép xin góp ý của mình sao ăn ngày hôm nay với ạ. Mình có gì chưa hài lòng về đồ ăn, không khí hay là nhân viên phục vụ sao ạ? Ồ, mỗi khách nào mình cũng hỏi vậy hết hả em? Dạ vâng, dạ khách này cũng hỏi để bên em cải thiện này đồ ăn sao từng ngày ạ. Trên đây là toàn bộ cái trải nghiệm của mình vào ngày 10 tháng 3 nha mọi người. Hy vọng là mọi người đi ăn sẽ thấy giống như mình quay trên clip, một cái quán buffet mang vibe Đà Lạt hiếm có ở Sài Gòn.